Những loại cây có nhiều trái chín chàng đẹp mắt, thể hiện cho sự ấm áp may mắn thì luôn là sự lựa chọn của các gia đình để trưng trong dịp Tết. Vâng ạ, và gần một tuần nay thì hàng trăm cây quất bonsai bưởi diễn nhiều kích cỡ được bày bán tại góc đường Hoàng Văn Thái, đường dẫn cầu Cần Thơ thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thu hút ánh nhìn của nhiều người đi đường. Thú vị quất bonsai bưởi diễn, những thứ đặc trưng của ngày Tết miền Bắc đã có mặt tại thành phố Cần Thơ. Và đây là lần đầu tiên mà tôi thấy được cái số lượng bưởi và quất nhiều đến như vậy. Ngoài ấn tượng về màu sắc bắt mắt thì cái ấn tượng của tôi nhất ở đây là cái mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Và bây giờ mời quý vị cùng tôi gặp gỡ với chủ vườn ở đây. Dạ chào anh ạ, anh giới thiệu về mình để mọi người biết ạ. Dạ, em tên là Trần Văn Tiền ạ, em đến từ Hà Nội ạ. À, năm nay thì mình đưa những cái sản phẩm này mới vào Cần Thơ thì mình có hy vọng gì anh? Dạ, cái thứ nhất là bọn em là có hy vọng là mang đến Cần Thơ là một màu đẹp mới của Tết của miền Bắc, giống bưởi diễn và cây quất bonsai. Vậy thì bưởi diễn và quất bonsai thì có những cái đặc trưng gì mà có thể khác so với những cái sản vật ở địa phương ở đây anh? Dạ, bưởi diễn, thứ nhất là về bưởi diễn thì là nó có màu vàng óng rất là đẹp. Cái thứ hai nó có mùi thơm dịu nhẹ và cái chơi của nó là rất được lâu. Hết tháng 2, tháng 3 âm lịch thì chúng ta vẫn có thể chơi bình thường. Còn đâu về quất bonsai thì chúng ta cũng có thể là chơi được rất lâu và có màu vàng óng và nó có mùi hương là thơm và vị thì hơi chua nhẹ chứ nó không chua gắt như ở trong này. Dạ. À, để có những cái tác phẩm mà hết sức là đẹp mắt và đặc biệt như thế này á, thì chắc là bà con nông dân của mình phải bỏ ra rất nhiều công sức. Dạ, dạ. Mất rất nhiều công sức là cái thứ nhất, cái thứ hai là yêu cầu kỹ thuật là rất là cao ạ. Dạ, như ví dụ như đưa lên một cái chậu bồng như thế này thì đưa lên cái chậu thì bọn em mất tầm khoảng độ 2 năm thì bọn em mới được ghép quả vào để đảm bảo độ rắn của quả và đẹp của quả. Năm nay, nhà vườn đem vào Cần Thơ 250 cây bưởi, cao từ 1 mét và 5 cây bưởi cổ thụ, giá bán từ 15 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng. Tùy vào đường kính gốc, dáng thế, tuổi của cây, quất bonsai có kích thước mini cho đến 1 đến 2 mét, giá bán từ 700.000 đồng đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, nhà vườn còn giới thiệu hai cặp quýt cao khoảng 2 mét, được tạo hình trái tim và lọc bình, với giá 70 triệu đồng một cặp. Mình thấy những cái cây quýt như vậy nè, lý lại bưởi, nhất là bưởi, nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi cái màu của nó có cái quẻ giống như mùa Tết vậy đó. Cho nên mình rất là thích. Thấy đây không khí Tết rồi, thấy nó lạ, đẹp quá, ghé tính coi thử được mua về trưng Tết chơi. Theo chủ vườn, hiện tại nhiều người chỉ mới đến tham quan tìm hiểu. Sức mua tăng phải từ 20 tháng chạp, khi người dân đi mua sắm để đón Tết. Những cây trái mới lạ sớm khoe sắc trên đất Tây Đô, làm cho không khí Tết ngày càng đến gần.